Xin chào tất cả mọi người nhé. Tự giới thiệu mình là tên là Hà, ở tại phố Hàng Chiếu, Hà Nội, Việt Nam. Vâng. Mình năm nay là 42 tuổi. Trước khi mình làm nghề kinh doanh các mặt hàng phục vụ về gia đình ấy. Vâng. Trước khi mình tham gia cái lộ trình của Emma ấy, thì là lúc đấy là mình huyết áp rất chi là thấp. Cái đợt đấy Vâng. là đang tháng 7 năm ngoái à, đợt đấy ở Việt Nam, Hà Nội là đang bị giãn cách xã hội vì cái dịch Covid ấy. Thế là mình cũng vô tình đọc qua thôi, thế là nhắn tin với Emma, thế là có duyên thế nào, thế là tự nhiên theo cái lộ trình của Emma thì cái lúc bắt đầu tham gia ấy, thì mình bảo mẹ Emma là mình huyết áp thấp thì hỏi Vâng. là xem có uống được ẩn tây không. Thế nhưng mà Emma cứ bảo thì chị cứ bớt lại cái nguyên liệu đấy thì cho tăng những cái nguyên liệu khác lên để cho nó đỡ. Thế nhưng mà trong cái 7 ngày thanh lọc cơ thể đấy ấy, xong mới cả 10 ngày ăn Eclean ấy, thì là tổng là 17 ngày thì là mình giảm được hơn 3 cân. Nhưng Vâng. mà cái mình thấy vui ấy, là cái huyết áp của mình tự nhiên nó điều hòa được mà nó đẹp luôn như ngày xưa ấy. Tại vì cách đây 3 năm là mình bị gì nhỉ? Bị sốt xuất huyết. Bị sốt xuất huyết, thế là từ cái đợt đấy đến giờ nó kéo cái huyết áp xuống tụt, lúc nào chỉ có 70 trên 90 hoặc 65 trên 90 thôi. Vâng. Huyết áp rất chỉ là thấp, thế là tự nhiên theo cái lộ trình của Emma thì huyết áp tự nhiên bây giờ nó đẹp. Bây giờ đo lúc nào nó cũng bình thường, lúc nào cũng Tốt đẹp, quá. 90 trên 110 với cả 85 trên 120. Nói chung là Vâng. ok. Đấy. Vâng. Sau cái liệu trình đấy thì thấy cơ thể khỏe hơn. Ngày xưa là kiểu như là bị huyết áp thấp ấy, hay bị hụt hơi lắm. Ừ. Tập một lúc là nó cứ cứ mệt, mà nó cứ hơi nó cứ hụt, nó cứ ngắn, nó cảm thấy nó mệt lắm. Nhưng mà bây giờ thì thấy bình thường rồi. Ừ. Mà cái mình thích nhất đấy là tự nhiên nó lại về lại cái huyết áp như cũ như ngày ngày xưa ấy. Vâng. Đấy, Tôi thế nghĩ là thế mình nhá. rất thích. Còn cái vấn đề nữa là mình cái chuyện cái lộ trình mà ăn Eclean ấy thì nói thật là từ tháng 7 năm ngoái đến gần Tết thì là mình có ăn. Nhưng mà cái tháng Tết đến bây giờ thì mình lại bỏ, mình lại không ăn, tại vì ở Việt Nam những cái ngày Tết rất nhiều nhiều đồ ăn mà Vâng. nhà lại toàn đàn ông, mình là phụ nữ. Nên là mình cố mình phải ăn, mình thấy tiếc mình phải ăn. Thế nhưng mà ăn một bữa thôi, còn hai bữa thì lại ăn thêm rau, hoặc là nhưng mà hàng ngày thì vẫn uống nước ép bình thường, ngày nào uống nước ép, không bỏ bữa nào cả. Đấy, cho nên là nếu mà bạn nào mà theo theo suy nghĩ của mình ý, nếu mà bạn nào mà muốn khỏe, mà muốn vừa khỏe vừa đẹp, thì các bạn là cứ cứ nên theo bạn này. Mình thấy, tại vì mình đã trải qua rồi, mình thấy là mình cái thứ nhất là cái da này của mình này, trước đây nó rất chi là bị nám, mà bị xỉn, mà da nó không được 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 sáng như thế này đâu. Đấy, mình uống thanh lọc, mình thải độc như thế, cái da bây giờ rất chi là căng mà đẹp. Đây là từ tấm lòng của mình nói để cho các bạn biết nha, chứ không phải là ai bảo mình nói hay là như thế nào đâu. Đây là tấm lòng của mình tự mình chia sẻ thôi. Cho nên là bạn nào mà có đang có ý định theo hay là đang có tìm hiểu thì là các bạn cứ tự tin mà theo, không có vấn đề, tất cả đều sẽ là rất chi là có lợi chứ không có hại một tí nào hết. Đấy, đấy là theo suy nghĩ của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chị thấy ngủ ngon không? Tiêu hóa tốt hơn Trước đây ngủ thì cứ đặt lưng là ngủ ngủ một không? mạch đến 5:30 sáng, cái đồng hồ báo thức buổi sáng dậy là để cho chuẩn bị các thứ cho cháu đi học ấy, thì là cứ đến Vâng. 5:30 là mình dậy rồi. Chứ còn đặt lưng lúc nào là ngủ lúc đấy, chứ không bị mất Vâng. ngủ hay là bị trằn trọc hay khó ngủ hay như nào cả. À, Đấy. chị có để ý là khi mình ngủ dậy người mình rất là tỉnh táo, rất là khỏe đúng không? À, đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Đấy, mọi người nhiều khi quên cái điều đấy đó. Bởi vì em cũng phân tích này, chị đạt được kết quả rất là tốt, cải thiện căn bệnh huyết áp của mình, da của mình cũng tốt hơn đúng không, ngủ nghỉ ngon hơn đúng không, Ừ, tiêu hóa sao, tiêu hóa tốt không, người tràn trề năng lượng không? Từ Tết đến giờ bị không phải ăn theo Eclean ấy, là bị hơi hơi mỏi. Đấy, do đó là chị đã biết được những sản phẩm là tốt cho sức khỏe và sản phẩm là không tốt cho sức khỏe.
cái vấn đề Tết tiệc tùng là mình không thể tránh được, nhưng mà sau khi mà mình qua những cái giai đoạn đó mình lại quay trở về cái chế độ ăn uống cải thiện sức khỏe chị nhé. Cho nên Đúng rồi. là để có sức khỏe tốt mình phải duy trì, mình chỉ cần lãng bơ đi một thời gian là mình lại thấy bệnh tật nó lại đến mình đấy, Đúng vì rồi tất là cả là thế. do cái đầu vào, tất cả là do cái đầu vào những cái gì mình ăn đấy. Thì chị đang làm rất là tốt, chị cũng đã nhận được nhận thấy được những cái gì tốt cho sức khỏe, thì em hy vọng rằng là sau cái liệu trình 17 ngày đấy, chị sẽ biết được những cái sản phẩm ăn uống duy trì trong tương lai, không những cho bản thân chị mà cho cả gia đình của mình nữa. Sau này giả sử có ai đó bị ốm trong gia đình mình đấy, hãy nghĩ đầu tiên bữa ăn của mình nó chính là thuốc chữa bệnh chị nhé. Thì bữa ăn của mình nó là thuốc chữa bệnh thì nó phải là những thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, rau củ quả, nước ép sinh tố các loại các thứ, thực phẩm mang tính chữa lành, chứ không phải là những bữa ăn chiên rán dầu mỡ thịt thà đấm mắm muối đậm đà chị nhé. Chị xem, chị hãy lấy cái điều đó để chị sau này tự chữa lành cho tất cả mọi người trong gia đình của mình để có niềm tin chị ạ. Đấy, cái này mình cần phải nhận ra được và mình cần phải duy trì đấy. Thì em cảm ơn chị rất là nhiều, câu chuyện của chị cũng rất là truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, đặc biệt là có những anh chị đang có vấn đề bệnh huyết áp thấp hay là liên quan đến bệnh tiền đình, mọi người phải nên lưu ý là do cái tại vì là do chế độ ăn của chúng ta thiếu vitamin khoáng chất, ăn quá nhiều sản phẩm khó tiêu, cơ thể không hấp thụ được, ăn nhiều nhưng người vẫn bị mệt đúng không ạ, huyết áp thấp Đúng. đấy. Ăn nhiều nhưng rất là mệt, cả tiền đình cũng thế, bởi vì chúng ta đang thiếu rất nhiều vitamin khoáng chất, rau củ quả ăn rất là ít đấy, nên hiện tượng người không có sức. Nhưng mà khi khi ăn về thực phẩm chữa lành như thế thì chúng ta ăn toàn hoa quả rau củ, nhưng người lúc nào cũng tràn trề năng lượng, không mệt mỏi, không ủ rũ, Đúng. không không cảm thấy nặng nề đấy, đấy là cái sự khác biệt. Bởi vì em nói thêm qua một cái vấn đề về dinh dưỡng để cho tất cả mọi người cùng nghe để hiểu tại sao mọi người lại thấy kết quả của mình cải thiện như vậy. Thứ nhất là chúng ta ăn những thực phẩm mang tính chất chữa lành là liên quan rau củ quả, cơ thể của chị nó hấp thụ tốt hơn đấy. Chị ăn những sản phẩm mang cái tính chất là thịt cá trứng sữa nhiều, người của chị nó sẽ tiêu hóa kém và cơ thể của chị sẽ mất nhiều năng lượng để tiêu hao cái sản phẩm đấy, thì tự dưng chị phải bỏ sức ra để chị tiêu hao cái sản phẩm đó, chị hiểu không đấy. Thế nhưng mà chị ăn những cái sản phẩm liên quan đến nước ép sinh tố rau củ quả, người của chị không mất sức mà người của chị lại bổ sung thêm năng lượng, lại bổ sung thêm cái enzyme, do đó người chị không mệt. Đấy là cái sự rất đơn giản Đúng đấy. Đấy, rồi, đấy. Bây giờ xong cái khóa học này chuẩn bị trở thành bác sĩ nơi đúng rồi đúng rồi. không Đấy. đấy. Thì tốt Nhiều quá, cảm ơn. nhiều nhiều người với thời gian mà mình ăn theo chế độ đấy. Xong nhiều người cũng hỏi là sao dạo này nhìn mày sáng sủa thế, sao dạo này nhìn mày tươi trẻ thế, có nghĩa là nhìn mày cái dáng của mày nó không như ngày trước. Bảo thế bây giờ có muốn theo không, có muốn học hỏi không, đưa bút đưa vào giấy sang đây tôi chỉ cho. Thế là cũng Mà mách người ta là hàng ngày uống nước ép hoa quả này, ăn thì ăn ăn bỏ bớt cái tinh bột đi này, ăn những cái chất béo có lợi này, rồi thì ăn nói chung là nhiều rau củ quả. Chị nói như vậy thì cũng rất là tốt, nhưng mà chị anh chị tất cả mọi người ở đây cùng lưu ý này, bởi vì cái phương pháp của mình đang áp dụng là mình trải nghiệm cho chính bản thân mình đấy. Nếu Đúng như rồi, mình thực sự thì mình xong mình xin lỗi nhá, mình cũng bảo là cơ địa mỗi người một 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 khác nhau, không ai giống ai cả, nên là nếu mà thực sự là muốn khỏe và muốn ấy thì để tôi giới thiệu cho bạn này, tại vì tôi có theo liệu trình của bạn này, tôi thấy tôi khỏe hơn, huyết áp các thứ của tôi đều hơn. Thì là bây giờ nếu mà thực sự mà muốn tham gia, muốn sức khỏe của mình được cải thiện và tốt đấy, thì tôi giới thiệu cho, thì mọi người mà để mọi người suy nghĩ. Đấy. Cái vấn đề như này, chúng ta sẽ cố gắng như chị đang làm rất là tốt. Chị đã chia sẻ cho họ, họ chỉ cho họ cách ăn uống như thế nào. Nhưng chỉ có điều là không phải ai cũng biết cách chế biến. Đấy. Và khi họ nghe đến cái phương pháp của mình rồi thấy là tốt, nhưng họ áp dụng không đúng cách thì nó lại ra cái phản ứng phụ đấy, rõ ràng tốt mà lại là không tốt đấy. Do đó mà con đường nhanh nhất ấy, nếu như họ thực sự muốn cải thiện và chữa lành ấy đấy, mà mình đã trải nghiệm rồi thì mình cứ giới thiệu họ vào cái nhóm này này, cái nhóm detox này này, tôi đang theo dõi này, mọi người ăn uống ở đây này, họ đạt được kết quả rất tốt. Nếu ông bà cần, ông bà cứ vào đây hỏi họ, họ hướng dẫn cho đấy. Thì tự dưng mình đưa cho họ cái giải pháp, mà cái phương pháp của tôi áp dụng cũng là cái phương pháp uống nước ép sinh tố rau củ quả, nó rất là đa dạng đấy. Thì họ thứ nhất là nhờ họ tham gia nhờ cái nhóm này, họ thấy mọi người họ có động lực. Cái thứ hai, họ muốn chữa lành, họ cũng biết được cái phương pháp của mình, nhưng họ theo cái bài bản thì cái kết quả của họ nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ tin mình hơn, chị hiểu ý không đấy. Còn mình nói cho họ cái kiểu là tôi ăn như này nhưng mà họ không biết cách làm như thế nào thì họ lại cảm rất là nản chí. Mà những con người mà chị thực sự rất yêu thương và muốn cải thiện giúp đỡ cho họ ấy, thì chị hãy cố gắng tiếp tục động viên họ để họ chữa lành bệnh tật, đừng quá phụ thuộc vào các loại thuốc, chị nhớ nhé.
Đấy, chúng ta ở đây cùng nhau cố gắng chữa bệnh tận gốc, chữa bệnh bằng chính đồ ăn. Đấy, khi họ thực hiện cái phương pháp này mà không được thì chúng ta mới bắt buộc đến dùng đến các loại thuốc. Đấy. Nhưng hãy thay đổi chính cái thói quen của mình đi thì chúng ta sẽ cải thiện được phần nào bệnh tật của mình. Chị ạ. Đấy đấy, thì cho nên là chị em chúng ta hãy tích cực chia sẻ những câu chuyện thành công của mình để giúp đỡ những cái người đấy họ cần được giúp đỡ. Mà cũng không không biết là do kiểu như là mình ăn uống xong là cái đề kháng ở trong người mình có hay sao ấy, tiếp xúc rất nhiều F0 nhưng mà trộm vía là không bị dính. Tiếp xúc rất nhiều nhá, tại vì nhá, cứ tiếp xúc hôm nay xong thì lại mai cái kia lại báo là hôm qua ta bị F0 đấy, mày xem nào, mày theo dõi nhá. Xong là vài ngày xong lại họ lại hôm, cô bị F0 đấy, hôm nay cô mày vừa ngồi ăn uống đấy, mày theo dõi mày nhá, 5 lần rồi. Cũng cũng sợ, nhưng mà cũng sợ lắm, nhưng mà trộm vía mà không bị làm sao. Rất là tốt, nhưng này cái là chị cũng phải cẩn thận. Nói chung đợt này dịch bệnh rất là nhiều, hạn chế đi ăn uống bạn bè thôi, Đấy, khẩu trang khẩu chiếc các thứ vào, vẫn duy à trì luôn ép em vào, có khẩu đừng trang chủ ngày nào cũng quan. nước ép, nhưng mà có 2 lần là ngồi ăn cùng nhau, 2 F0 là ngồi ăn cùng nhau, còn 3 F0 kia là có đeo khẩu trang đấy. Nói chung là bởi vì mình uống nước ép thì cái hệ miễn dịch của mình nó cũng rất là tốt so với nhiều người là chắc chắn rồi, nhưng mình cũng không thể chủ quan được bởi vì các bệnh này nó rất là dễ lây, hiểu không? Đấy, Đấy, nhưng mà chị, sợ tại lắm vì chứ, những nhưng người mà tại vì lúc đấy người ta cũng đâu biết là người ta F0 đâu, đúng không, đúng người ta không biết người ta F0, thế xong mà cứ hôm nay tiếp xúc thì mai người ta gọi điện là ta test rồi F0 rồi, ôi rồi. là ngủ. Đối với tình huống mà chúng ta bị virus thì mọi người cũng không nên quá hoang mang, coi như là một bệnh cảm cúm bình thường, điều trị bình thường. Cái tư tưởng nó rất là quan trọng cho vấn đề chữa lành. Nếu như chúng ta đã ăn uống các lộ trình, chúng ta biết là rau củ quả có tính chất chữa lành thì chúng ta cứ ưu tiên uống nước ép, nghỉ ngơi, tập thể dục cho em nhé, đừng lo lắng quá. Đấy đấy, nên nhưng mà chúng ta cũng không thể là chủ quan được. Đấy, chúng ta vẫn phải hạn chế tiếp xúc đông người, chúng ta vẫn phải đeo khẩu trang, chúng ta vẫn phải vệ sinh, chúng ta vẫn phải ăn uống tốt thì để chúng ta tránh được cái rủi ro, chị ạ. Đấy, còn lúc mà nó bị đến tùy theo mỗi người. Đấy, kể cả là lúc mà mình ăn uống tốt, hệ miễn dịch mình tốt, nhưng biết đâu chẳng may là người mình lại có một cái gì đó nữa thì sao, đúng không? Cho nên là mọi người không nên chủ quan nhé, bởi vì không chỉ cho bản thân chị mà có người xung quanh chị nó mới còn nguy hiểm hơn. Ví dụ như ông bà bố mẹ, những người còn nhiều tuổi hơn mình. Đấy, những người mà hệ miễn dịch nó còn yếu hơn, họ không áp dụng cái lộ trình này, là họ sức khỏe họ không bằng mình thì đấy là cái nguy hiểm. Cho nên là chúng ta vẫn phải làm sao bảo vệ cho chính bản thân mình, là bảo vệ cho gia đình nhé.